Sáng 16 tháng 10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề đồng hành và phát triển. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhấn mạnh thêm thông điệp của người đứng đầu chính phủ, khẳng định chủ trương đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài, thể hiện sự quan tâm đồng hành của chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài. Khu vực đầu tư nước ngoài được xác định có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, được khuyến khích phát triển bình đẳng, được đối xử công bằng nhằm phát huy ngoại lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cộng hưởng sức mạnh nội lực, kịp thời nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư. Bộ Kế hoạch Đầu tư cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu, giúp chính phủ kiến tạo những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành và địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng tại Việt Nam có hiệu quả và thành công. Sáng 16 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ hai trực tuyến với các địa phương, chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, phiên họp lần này tập trung lắng nghe kết quả cải cách thủ tục hành chính và phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan thông tin, thời gian qua các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định. Thực hiện đề án 06 có 15 bộ ngành, 63 địa phương hoàn thành kết nối hệ thống trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế. Từ đó, Văn phòng Chính phủ đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các bộ ngành địa phương triển khai ngay các giải pháp để khắc phục tồn tại hạn chế và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Ngày 16 tháng 10, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm căn cước công dân giả, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Trước đó, chiều 3 tháng 10, nam thanh niên đem căn cước công dân có tên Võ Quốc Thành tới chi nhánh Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam Vietinbank trên đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, yêu cầu nhân viên được mở tài khoản. Khi nhân viên xác định trên hệ thống thì phát hiện thông tin trùng khớp, nhưng người thì không đúng nên nghi vấn báo công an. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Phó Lâm Việt Tân, sinh năm 2002, ngụ quận Gò Vấp và thừa nhận dùng căn cước công dân giả tới ngân hàng để mở tài khoản. Tân cho biết được Lê Văn Điểm, sinh 1993, ngụ quận 11, thuê dùng thẻ căn cước công dân giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng và được người này trả công từ 700.000 đến 1 triệu đồng một tài khoản. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ thêm hai căn cước công dân mang tên của hai người khác. Từ lời khai, công an đưa Điểm về làm việc. Điểm khai được Sunaka chưa rõ lai lịch thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản là Lâm Tân, Max, Bap N93, Trần Linh, Tobacco Bạc Liêu, Bob Chiêu, Khải và FT. Quá trình điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Việt Tân, Văn Tân, Phát và Phú về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hôm nay 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 22 bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của dự án khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Các vi phạm tại giai đoạn 1 dài 65 km đã được xử lý với 35 người Việt Nam và một người Nhật Bản chịu chế tài hình sự. Giai đoạn 2 của dự án có 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, đều là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã không tuân thủ quy định.
Trong đó, ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC bị xác định đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc VEC gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng. Ông Lê Quang Hào, nguyên phó tổng giám đốc VEC trực tiếp phụ trách dự án, kiêm chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở là hơn 114 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên giám đốc ban quản lý dự án, kiêm phó chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở hơn 280 triệu đồng. Khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 10, nhiều phụ huynh đang đứng chờ đón con trên vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô biển số tỉnh Bình Dương lưu thông với tốc độ cao lao thẳng lên vỉa hè đúng chỗ phụ huynh đứng, khiến nhiều người thương vong. Sau cú tông mạnh, hàng loạt phụ huynh cùng xe máy bị hút văng, nhiều phương tiện và nạn nhân nằm la liệt trên vỉa hè. Đến tối cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ ô tô con lao lên vỉa hè tông nhiều xe máy, khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Tối 15 tháng 10, theo giờ địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia CNE của Ecuador xác nhận ứng cử viên Daniel Noboa, đại diện cho Liên minh Hành động Dân chủ Quốc gia ADN, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Theo đó, doanh nhân 35 tuổi này đã trở thành tổng thống đắc cử trẻ nhất từ trước cho đến nay tại Ecuador. Với hơn 90% số phiếu được kiểm, CNE cho biết ông Noboa giành được 52,3% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ của ông là bà Luisa González thuộc đảng phong trào cách mạng công dân OC theo đường lối cánh tả nhận được 47,7%. Trong chiến dịch tranh cử, ông Noboa cam kết sẽ tạo thêm việc làm, đặc biệt là dành cho giới trẻ. Giới phân tích cho rằng việc ông Noboa đắc cử có thể là một tín hiệu tích cực với các nhà đầu tư, nhưng về lâu dài, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc vào thành phần nội các mà ông sẽ lựa chọn.